Tập 65. Sao cô lại đẩy nó? Cô ra ngoài đi. Sao cô cứ ở lì trong nhà tôi mãi không đi? Ra ngoài. Mẹ, mẹ, đừng vậy mà. Cô ấy là bạn tốt của con. Diệu Thiến Thiến mẹ quên rồi sao? Cô ta không phải là bạn. Mỗi lần cô ta tới, mẹ đều gặp ác mộng. Mẹ ngủ không được. Cô ta không phải là bạn. Ra ngoài đi. Mẹ, được rồi, chúng ta phải đi ngủ trưa thôi. Mẹ còn chưa ăn mà. Chúng ta vừa mới ăn xong. Sau khi ngủ trưa thức dậy xong, bữa tối thì mới ăn được. Đi ngủ trước đi. Đi ngủ đi. Thật hay giả vậy? Thiến Thiến, thật ngại quá. Cậu sao vậy? Giận rồi sao? Đi theo tôi. Vậy Tịnh Nghi, cô vô đây. Cô nhìn đi, đây là ai? Đây là tôi với ông xã tôi. Tới đây, cô tự mình coi cho rõ đi. Đây là Vương Tiến và tôi. Anh ấy là chồng tôi. Nữ Nữ là con gái tôi. Mọi thứ trong nhà này đều là của tôi. Lúc cô nhận nuôi Nữ Nữ, cô vốn dĩ không biết nó vốn là con của tôi và Vương Tiến. Tôi biết. Cô cho rằng tôi thực sự đã mất trí sao? Tất cả mọi chuyện cô và Vương Tiến đã làm với tôi, cô tưởng tôi sẽ dễ dàng quên như vậy sao? Có chết tôi cũng không quên. Nói ra cô thực sự đang diễn kịch. Diệu Thiến Thiến, con tôi đã chết trong tay cô đúng không? Là cô đã giết chết nó có đúng không? Tôi không có. Cô nói vậy. Mới đầu là do cô không cẩn thận gây ra sự cố, cô tự mình xảy thai. Nhốt tôi ở trong thang máy, giống hệt như hành động nhốt tôi ở trong nhà kho vậy. Cô còn muốn giảo biện sao? Tại sao cứ phải dùng phương thức này để cướp Vương Tiến đi chứ? Tôi... Tịnh Nhi, đừng gọi tên tôi, cô không xứng. Bởi vì chúng ta không thể nào có thai được nữa. Sao lại khiến cho cuộc sống của tôi trở nên như vậy? Cô làm bộ như không hề gì. Cô là người sao? Cô không phải. Cô là ma quỷ. Ai kêu hai người chúng ta đều yêu Vương Tiến làm chi? Ai kêu người Vương Tiến yêu là cứ là tôi chứ? Tịnh Nhi, đây chính là vận mệnh của hai chúng ta. Vận mệnh. Cô hại chết ba tôi, ép chết Tiểu Bảo, giết chết con tôi. Cô còn nói đây là vận mệnh? Một chút khổ thể cũng không có sao? Lẽ nào tôi không phải là người bị hại sao? Không phải cô đã cướp Nữ Nữ của tôi đi đó sao? Cô đã cướp hết tất cả mọi thứ của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Tôi không muốn nghe cô nói nữa. Cô đi đi. Cô đi đi. Cô cho tôi đi là tôi sẽ đi sao? Diệu Thiến Thiến, rõ ràng biết Vương Tiến là vị hôn phu của tôi, lại còn hẹn hò với anh ấy. Rõ ràng biết chúng tôi đã kết hôn, nhưng còn sanh đứa nhỏ ra. Như vậy vẫn còn chưa đủ. Cô còn giúp anh ấy hủy đi gia đình của tôi. Còn muốn giết chết tôi. Cô đừng có nói nữa. Tôi không muốn nghe. Bởi vì cô là mẹ của Nữ Nữ, tôi mới không làm tới cùng chuyện này. Coi bộ hiện giờ, tôi phải cùng cô và Vương Tiến đồng quy du tận rồi. Cô tưởng mình là ai? Cô cho rằng mình có thể chi phối mọi thứ sao? Cô khiến cho mắt tôi phải rơi lệ máu. Tôi muốn cô cũng phải rơi lệ máu. Cô cứ đợi đó đi. Tịnh Nghi, ông xã, anh về rồi. Em đang tính ép nước hoa quả, anh đợi một lát nha. Dịp Tịnh Nghi, cô đừng có giả bộ nữa. Ông xã, anh đừng tin cô ta. Cô ta căn bản không có mất trí. Cô ta đang đóng kịch.
Thiến Thiến, cậu bị làm sao vậy? Có phải cậu vẫn chưa tỉnh rượu không? Ông xã, Thiến Thiến bị làm sao vậy? Cô bị bệnh rồi, cả người đều rất quái lạ. Cô đừng có đóng kịch nữa. Tôi biết cô muốn làm cái gì. Cô cứ không nổi Vương Tiến đâu. Ra ngoài cho tôi. Cô qua đây cho tôi. Thiến Thiến, cô ra ngoài cho tôi. Ông xã đừng tin cô ta. Cô ta làm bộ đó. Vương Tiến, Tịnh Nhi, em không sao chứ? Ông xã, không lẽ anh thực sự tin cô ta sao? Em đã nói với anh rồi, cô ta đang làm bộ, cô ta đang diễn kịch. Nhỏ tiếng chút được không? Ông xã, rốt cuộc anh nghe em nói không vậy? Chúng ta ra ngoài nói được không? Ông xã, lẽ nào anh thật sự tin cô ta rồi sao? Cô ta đang gạt anh, cô ta đang đóng kịch. Cô ấy không có đóng kịch, anh điều tra qua rồi. Bác sĩ nói cô ấy đã mắc chứng mất trí nhớ. Anh đã tra trên mạng rồi. Triệu chứng mất sự vừa rồi của cô ấy giống hệt như trên mạng nói. Anh ngốc hả? Lẽ nào không thể mua chuộc được bác sĩ, nguy tạo bệnh án sao? Anh nói em biết, đối với chúng ta mà nói, cô ta là một cơ hội rất tốt. Anh có biết mình đã nói gì không? Em có biết là công ty sắp phá sản rồi không? Giờ Vu Kim đang bắt đầu mua lượng lớn cổ phiếu của thành viên ban quản trị, nó không chừng tối nay sẽ lập tức bị tiêu tùng. Nói trắng ra, Diệp Tịnh Nhi đối với chúng ta mà nói là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cô ta, em đừng có quên, cô ta là gì đối với Vu Kim? Nếu có thể thuyết phục cô ta cho chúng ta vay tiền, sao anh vẫn còn chưa hiểu vậy? Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa để Tịnh mới tin hả? Cô ta tới nhà chúng ta chính là vì muốn dạy dò chúng ta. Em đừng có nói nữa. Em chỉ cần nhớ rằng ký ức của cô ta chỉ dừng ở khoảng thời gian anh và cô ta vừa mới cưới. Quan hệ của chúng ta là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường. Anh và em là bạn bè bình thường sao? Mẹ, thật sự không nói cho con biết chị đã đi đâu sao? Nó đã về quê rồi. Quê nào vậy? Nó muốn tĩnh tâm lại. Con có phiền không vậy? Không nói thì thôi. Cái gì con cũng đều nhớ hết. Con cố ý tới nhà Vương Tiến, mẹ nhất định phải giúp con. Sau này con sẽ giải thích với mẹ. Alo, Thanh Giang. Tịnh Nghi đi đâu rồi gì? Nó về quê rồi. Đúng. Thật sự xin lỗi con. Nó muốn tịnh tâm lại. Dì biết tâm ý của con. Cứ để nó ở đó một mình trước đi. Thời gian này, thứ mà nó phải gánh chịu quả thực là quá nhiều rồi. Dạ được, con hiểu rồi. Vậy dì nhớ giữ sức khỏe nha. Dạ, tạm biệt. Dì biết tâm ý của con. Cứ để nó ở một mình trước đi. Thời gian này, thứ mà nó phải gánh chịu quả thực là quá nhiều rồi. Chủ tịch, thứ yêu thích nhất của ông. Lúc ông không có ở nhà, phu nhân cũng không có về. Mà
Mẹ, trong nhà vẫn ổn chứ? Thanh Giang đã gọi điện thoại tới. Nó nói muốn tới nhà thăm con. Mẹ nói con về quê rồi. Có điều, con tính ở đó bao lâu vậy? Mẹ yên tâm, con sẽ không ở đây quá lâu đâu. Con tới đây chủ yếu là vì muốn tìm cái xác của Vương Tiến. Đúng, nếu như có thể tìm thấy, chúng ta sẽ có thể chấn chỉnh lại công ty của ba. Với lại, cũng có thể trả lại sự trong sạch cho Tiểu Bảo. Được rồi, con không nói nhiều với mẹ nữa. Dạ, con biết rồi. Chào ông. Chào bà. Tôi biết ông tới đây để tìm Tịnh Nhi. Nó không có ở nhà. Vậy bà có thể nói cho tôi biết là cô đã đi đâu không? Nó về quê với bạn rồi. Sức khỏe Tịnh Nhi dạo này không được tốt. Nó cần chút thời gian điều chỉnh lại tâm trạng. Là vậy sao? Có điều bà yên tâm, tôi sẽ không đi làm phiền cô ấy đâu. Tôi chỉ muốn để thư ký của mình đưa chút đồ tới cho cô ấy. Không cần đâu. Tôi sẽ gọi điện cho nó nói là ông đã tới đây. Hai người có chuyện gì thì cứ nói trong điện thoại đi. Tạm biệt. Bà ta không muốn nói cho tôi biết. Cậu tìm cách tìm ra dịp Tình Nghi cho tôi. Dạ được. Mẹ, thoải mái không? Chỗ này đau sao? Diệp Tịnh Nghi, tôi thực sự bội phục kỹ năng diễn xuất của cô đó. Tôi khuyên cô vẫn nên tiết kiệm sức lực đi. Tôi biết là cô muốn làm cái gì. Vương Tiến sẽ không rời khỏi tôi đâu. Vậy sao? Tôi khuyên cô vẫn nên đi thì hơn. Diêu Thiến Thiến, tôi muốn nói chuyện với chị. Yến, chị đã làm món vừng muối chua cho em. Lúc đi làm nhớ đem theo nha. Được chị dâu. Đừng massage nữa. Đã massage nửa ngày rồi. Đi thôi. Đi. Đi thôi. Mẹ. Không nghe khuyên có phải không? Không phải kêu chị đừng uống nữa rồi sao? Chuyện này liên quan gì tới em? Nói trọng điểm đi. Anh em kêu chị đừng có làm phiền Diệp Tịnh Nghi nữa. Yến, lẽ nào em thật sự tin Diệp Tịnh Nghi bị mất trí nhớ sao?
Chị nói cho em biết, cô ta đang đóng kịch đó. Cô ta muốn lật đổ gia đình này. Tại sao mọi người lại không tin lời chị chứ? Lời chị nói nghe tới dấu chấm câu, em cũng không muốn tin. Vương Yến, em khuyên chị thêm một câu nữa. Ráng học hỏi Diệp Tịnh Nghi đi. Vừa mới xuất viện đã tới massage cho mẹ. Chị đã từng làm qua chưa? Chị tự lo lấy cho mình đi. Mật khẩu, mật khẩu. Diệp Tịnh Nghi, cô đang làm cái gì vậy? Mau ra ngoài cho tôi. Xuống đi. Cô quá đáng lắm rồi. Chủ tịch Vương, tôi có thể đảm bảo tất cả vấn đề bồi chi của công ty sẽ không xuất hiện bất cứ sự rò rỉ nào. Nhưng tháng này chúng ta đã không thể trả nổi khoản vay ngân hàng rồi. Chủ tịch Thôi này, giờ trong tài khoản còn bao nhiêu tiền? Số tiền còn lại đều bị đóng băng rồi. Ngoại trừ con số trên hạng mục dự án đầu tư của AG thì chúng ta không còn tiền nữa. Hay là tìm công ty đầu tư coi thử? Cậu muốn bị họ thao túng hay sao? Nghe rõ đi. Giúp tôi thu thập tất cả tài liệu các khoản nợ chưa trả. Với lại, điều tra giúp tôi tình trạng tài sản của Diệp Tịnh Nghi đi. Dạ. Vu Tổng, vô đi. Sao hả? Tiến triển tới đâu rồi? Tôi đã tới tầng lầu lúc xảy ra sự cố khi đó. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Đúng như dự liệu, dù sao cũng đã 6 năm rồi. Tôi còn điều tra ghi chép về việc báo cảnh sát và ghi chép về việc nhập viện của cô ấy. Có điều không phát hiện bất cứ thông tin nào liên quan tới vụ việc đó. Cũng chính là nói không cách nào chứng minh Diệp Tịnh Nghi là người bị hại. Tạm thời là như vậy. Có điều tôi vẫn đang tiếp tục điều tra bảo vệ trước đây của tòa chung cư này. Nhưng chuyện này gần như là mò kim đáy biển. Mò kim đáy biển cũng phải mò. Bằng bất kể giá nào, tìm ra người làm chứng này. Tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Được. Vẫn còn một chuyện muốn làm phiền anh. Tập đoàn chúng tôi có một xưởng thực phẩm chức năng ở Mỹ. Sản phẩm có tên gọi là Nhân Chi Bảo. Dạo gần đây ở Mỹ bị cưỡng chế ngừng bán. Anh có cách tìm ra là tại vì sao không? Tôi sẽ ráng hết sức. Lão Triệu, em đang lo thứ mà Thiến Thiến đang lo. Da vừa khô lại vừa thiếu nước. Em nói em lo cho chúng ta có được không? Vu Thanh Giang suốt ngày đi loanh quanh bên ngoài, em không sợ sao? Em có thể không sợ sao? Thứ em lo chính là chuyện này. Anh luôn cho rằng Vu Kim là kẻ khiến cho người khác sợ hãi nhất rồi. Thật không ngờ Vu Thanh Giang này lại cùng một ruột với hắn. Không sai. Không được, anh phải ra ngoài một chuyến. Anh đi làm gì? Không được phép đi tìm Thiến Thiến nữa. Nó hết tiền rồi, đừng làm phiền nó nữa. Anh là vì ai chứ? Anh vì bản thân sao? Không được phép ra ngoài làm chuyện xấu. Anh làm chuyện xấu gì? Anh làm chuyện xấu là vì ai chứ? Ai kêu anh đi làm chuyện xấu? Cứ mặc kệ anh đi. Lão Triệu, alo,
có tin tức của Triệu Quý Sinh rồi. Không phải tôi kêu chú trốn đi sao? Lại tìm tôi làm gì? Chú trốn đi đâu được? Vu Thanh Giang đã biết chuyện chúng ta khiến Diệp Tịnh Nghi bị sảy thai. Hai hôm nay hắn đang tìm chứng cứ chỉ điểm chú đó. Chú thật sự không muốn ngồi tù nữa. Coi bộ dạng nhát gan của chú đi. Chuyện 6 năm về trước có thể tra ra cái gì chứ? Không thể nói như vậy được. Lỡ chúng ta để lại một chút manh mối gì đó thì sao? Vậy chú muốn tôi làm thế nào? Chú đã nghĩ xong rồi. Dẫn theo mẹ con tới Tân Cương, mà danh ẩn tích, tự sống cuộc sống của riêng mình. Đương nhiên là làm vậy cũng sẽ bớt phiền phức cho con. Tôi hết tiền rồi. Huống hồ lúc trước tôi cũng cho chú không ít tiền. Con đã cho chú tiền rồi, nhưng chú đã giúp con làm biết bao nhiêu chuyện. Tóm lại là tôi không có tiền, tôi cũng không muốn cho chú tiền. Nếu chú ra trình báo với cảnh sát, tôi nghĩ không chỉ mình tôi ngồi tù, chú cũng phải ngồi tù đó. Nghĩ cho kỹ đi. Tạm biệt. Thiện thiến của chú. Mở không ra sao? Chìa khóa ở đây nè. Cô còn tưởng đây là phòng của mình sao? Cô muốn lấy chuyện này tiếp tục kích thích tôi sao? Không sai. Bằng không tại sao tôi lại phải chạy tới chỗ này đối diện với tử địch của tôi chứ? Sao hả? Giờ chắc không còn ai tin cô đâu ha. Tư gì bị phản bội có dễ chịu không? Cô ra ngoài cho tôi. Ra ngoài. Cô làm gì vậy? Cô tưởng tôi vẫn còn là con sâu đáng thương vì cô ức hiếp sao? Sao cô lại dọn cái nhà tôi để ở chứ? Sao cô lại muốn chiếm dụng mọi thứ của tôi? Cô điên rồi. Người nên ra ngoài chính là cô. Cô điên rồi. Cô ra ngoài cho tôi. Diêu Thiến Thiến, sao cô lại túm lấy tôi? Sao cô lại túm tôi chứ? Diêu Thiến Thiến, ông xã, cô làm gì vậy? Thả tôi ra. Thiến Thiến, em làm gì vậy? Tịnh Nghi, em không sao chứ? Không sao. Thiến Thiến, tôi không muốn nói chuyện với cô thêm nữa. Cô mau quay về nhà mình đi. Thiến Thiến, ông xã, nghe em nói. Anh có lời muốn nói với em. Ông xã. Có phải em điên rồi không? Em muốn hủy đi tất cả sao? Cả nhà chúng ta phải ngủ ngoài đường mới tốt hả? Anh nghe em nói đi. Cô ta đang làm bộ đó. Cô ta không có mất trí. Thiện Thiện, anh biết bây giờ em vẫn chưa quen với việc sống chung với cô ấy, nhưng em phải hiểu, chúng ta sắp tiêu rồi, công ty sắp phá sản rồi. Ông xã, anh muốn em làm thế nào Thịnh mới chịu tin em đây? Được rồi, chỉ cần em không kích động cô ấy là được rồi, có được không? Không phải sinh nhật của Nữ Nữ, cũng không phải sinh nhật của Vương Tiến. Sinh nhật của mẹ Vương Tiến. Cũng không phải. Sinh nhật của Diêu Thiến Thiến. Tịnh Nghi. Tịnh Nghi. Tịnh Nghi, sao em khóa cửa chi vậy? Em sợ Thiến Thiến lên đánh em, mới khóa cửa lại. Cô ấy đi chưa? Diêu Thiến Thiến đúng là quá đáng, nhưng cô ta đã yên tĩnh lại rồi. Em yên tâm đi.
Nhưng em không thể hiểu nổi sao Tiến Tiến lại không chịu về nhà mà cứ ở đây hoài vậy. Em cảm thấy anh không được tiện cho lắm. Anh không sao. Dư Tiến Tiến là chị em của em, em không cần lo cho anh. Em cứ làm chuyện mà em muốn làm đi. Thật sao ông xã? Đương nhiên rồi. Vậy cảm ơn anh. Tịnh Nghi, trưa mai cùng nhau ăn cơm đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Vậy mẹ phải làm thế nào? Có gì thì giờ nói đi. Mẹ không sao, còn có Yến mà. Trưa mai cùng nhau ăn cơm đi. Có chuyện gì mà bí mật dữ vậy? Vu Thanh Giang, được rồi, trưa mai em tới văn phòng tìm anh. Em đi coi thử mẹ đã. Được. Diệp Tịnh Nghi, ai cho cô vô phòng ngủ của tôi? Cô còn dám vô trong đó? Thiến Thiến, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Tính tình lại trở nên nóng nảy như vậy. Ông xã, anh coi, có phải là Thiến Thiến lại uống rượu rồi không? Kể từ sau khi cô ấy nát rượu, tính tình lại trở nên tệ như vậy. Tôi không có uống rượu. Thiến Thiến, em bình tĩnh lại đi. Ông xã, cậu bị làm sao vậy? Ông xã, để nói chuyện với cậu ấy. Thiến Thiến, qua phòng khách với mình đi. Diệp Tịnh Nghi, nếu cô muốn giả điên giả dại kích động tôi, thì tôi nói cô biết, cô làm được rồi. Tôi nhận thua, cô hài lòng chưa? Cô muốn tôi đi, tôi nói cô biết, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Ý cô là cô sẽ không tự mình bước ra khỏi cánh cửa này. Được, vậy tôi sẽ gọi cho Vu Thanh Giang để hắn tới đưa cô đi. Không đúng, nên là chủ tịch Vu Kim mới đúng. Tùy cô, gọi ai tới cũng được. Bởi vì bọn họ đều biết tôi sống ở đây. Họ cảm thấy tôi sống ở đây giúp ích cho việc phục hồi trí nhớ của tôi. Ý của cô là bây giờ tất cả mọi người đều bị cô xoay mộng mộng hết rồi. Tôi thật sự rất muốn cô nói với tất cả mọi người tôi đang đóng kịch. Bởi vì tôi muốn biết rốt cuộc là họ tin cô hay là tin tôi. Dư Thiến Thiến, chuyện cô cần làm lúc này chính là chăm sóc tôi cho tốt, chứ không phải là cứ làm khó dễ tôi. Phải biết, đợi trí nhớ của tôi được phục hồi rồi, bọn họ sẽ hỏi này hỏi kia. Tôi sẽ nói thế nào chứ? Tôi sẽ nói cho họ biết cô đã khiến tôi ngất xỉu ra sao, đã đẩy ngã tôi như thế nào. Cô nghĩ coi, họ sẽ nhìn cô như thế nào. Sự lựa chọn duy nhất của cô lúc này chính là tôi có làm gì thì cô cũng đừng có quản. Đã hiểu chưa hả? Cô còn muốn làm bộ tới lúc nào? Cô muốn ở lại đây cùng tôi sống dưới một mái nhà để dạy dò tôi sao? Tôi sẽ suy nghĩ. Tịnh Nghi, sáng nay Vu Kim đã tới nhà mình rồi. Ông ta hỏi thăm tung tích của con. Mẹ nói với ông ta là con về quê rồi. Về nhà sớm có được không? Đừng khiến mẹ phải sợ hãi nữa. Alo, em nghe mẹ nói là anh đã về rồi. Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Em vẫn ổn chứ? Đỡ nhiều rồi. Sao điện thoại của em tắt máy hoài vậy? Rốt cuộc giờ em đang ở đâu? Em sẽ về liền. Tới lúc đó em sẽ giải thích với anh. Có được không? Em có biết anh đang tìm em khắp nơi không? Em có biết đó là tư vị gì không? Em làm gì có hơi quá đáng rồi chăng? Em xin lỗi. Được rồi, về sớm một chút, gặp nhau rồi hẳn nói tiếp.
Con ở đây làm gì? Con nhớ cô ấy. Nhớ cô ấy. Nhớ ai vậy? Trong lòng chú hiểu rõ mà. Diệp Tịnh Nghi phải không? Đúng. Còn dám mở miệng nữa hả? Không có gì mà không dám nói. Con mặc kệ cô ấy là thím hay là cái gì của con. Người con quan tâm là cô ấy. Chú thực sự không hiểu. Dựa vào điều kiện của con, loại con gái kiểu gì mà tìm không được. Con lại cứ sống chết nhắm vào cô ta. Tuổi tác thì lớn hơn con. Là con có đứa con 6 tuổi. Hơn nữa cô ta lại vô cùng có tâm trí. Dù có đưa cho con thì con có thể nắm giữ không? Người sống chết nhắm vào cô ấy nên là chú mới đúng. Đối với điểm này, con cũng là nghĩ mãi không thôi. Không sai. Là chú chấm cô ấy. Nhưng chú chấm cô ấy là có lý do của chú. Sau này con sẽ hiểu thôi. Bất luận thế nào, hai người chỉ mới đính hôn chứ chưa kết hôn, nên con vẫn còn cơ hội. Cũng chính vì vậy nên con mới không nói cho chú biết Tịnh Nghi đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng lúc chú không có ở đây, hai người nói lại tình cơ. Tóm lại con không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Được. Để chú chờ xem con có bản lĩnh lớn cỡ nào. Ngu ngốc. Thưa ký Doãn, cậu giúp tôi điều tra khoảng thời gian này vua Thanh Giang làm những gì, từng gặp gỡ ai. Được, phải nhanh. Được. Heo con của mẹ, heo con của mẹ, heo của mẹ đâu rồi? Heo của mẹ, heo của mẹ, heo con của mẹ đâu rồi? Mẹ, đừng tìm nữa, mau quan sáng đi. Heo con của mẹ. Mẹ, để tôi tìm giúp mẹ, nó trông như thế nào? Heo con của mẹ nó to cỡ này, màu vàng, rất đẹp, lại còn rất sáng bóng. Bằng vàng thật, lại sáng lấp lánh. Vậy nó là heo vàng rồi bà nội. Đúng đúng đúng, heo vàng. Con biết rồi. Heo vàng đó là mẹ đặt người ta làm. Còn nó đợi anh hai khai trương công ty mới sẽ tặng cho anh mà. Anh ấy mở công ty. Anh hai rất mong chờ ngày đó. Minh Vũ, Vương Tiến có đem cách sát đến nhà phòng công ty không? Được, tôi biết rồi. Trưa nay tôi sẽ đến tìm anh ta. Cái gì? Vương Tiến điều tra tài sản của tôi sao? Vậy cứ cho anh ta biết đi. Anh ta còn cho người theo dõi. Vậy càng hay. Được, lát nữa gặp. Vương Tổng, còn đây là giấy báo lãnh nợ và bản kê khai tài sản của Diệp Tịnh Nghi. Đây không phải là miếng đất chúng ta vừa bán sao? Sao lại trong tay cô ta? Chắc không phải là cô ta mua đâu. Hình như là Vu Kim dùng danh nghĩa người khác mua. Vậy sao? Tốt quá rồi. Chúng ta có thể dựa vào miếng đất này để hồi sinh.
Chuẩn bị xong chưa? Tôi đã tới dưới lầu. Vậy bắt đầu đi. Đúng. Cố gắng kéo dài thời gian. Tôi tìm mấy người lâu lắm rồi, thì ra trốn ở đây. Hôm nay tôi không cho mấy người làm ăn gì hết. Tôi không biết người khác thì sao, nhưng mà đối với người không trả nợ đúng hạn, tôi không khách sáo đâu. Còn nữa, ai cũng biết anh và ba vợ của anh trước đây. Có chuyện gì vậy Tịnh Nghi? Đây là vợ anh đúng không? Khoan đã, anh làm gì vậy? Kêu vợ anh nói có công bằng đi. Anh có ý gì đấy? Thiếu nợ thì phải trả tiền. Tôi biết, tôi tự làm tự chịu. Chút nữa tôi nói chuyện với anh xong, anh trả tiền cho tôi. Tôi biết rồi, chút nữa nói tiếp. Anh nói anh đang đầu tư dự án lớn, nhưng công ty sắp phá sản. Chừng nào mới có tiền trả cho tôi? Hôm nay anh nhất định phải trả cho tôi. Nhưng bây giờ tôi không có tiền. Anh nhất định phải trả. Nhưng bây giờ tôi không có tiền. Hôm nay phải trả tiền cho tôi. Tôi đã nói rồi, giờ tôi chưa có tiền. Rõ ràng anh đã hứa với tôi, anh mà không trả, ngày mai tôi lại tới đòi. Cho các người khỏi làm ăn. Anh đừng thua lỗ như vậy mà. Trả tiền cho tôi đi. Ngày thành lập công ty. Hôm nay phải trả tiền cho tôi. Tôi đã nói rồi, giờ tôi chưa có tiền. Rõ ràng anh đã hứa với tôi, anh mà không trả, ngày mai tôi lại tới đòi. Cho các người khỏi làm ăn gì hết. Anh đừng thô lỗ vậy mà. Em thấy bây giờ anh không được tiện lắm, em quay lại tìm anh sau nha. Được được, anh biết rồi, em về trước đi. Có gì nói sau. Số tiền này anh nhất định phải trả cho tôi. Nè, tôi nói cho anh biết, tôi mặc kệ anh có lý do gì, hôm nay anh không trả tiền thì đừng trách tôi. Vương Tiến này nhất định sẽ trả cho anh. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, rồi tôi bán được miếng đất sẽ trả. Được rồi, được rồi. Số tiền này tôi sẽ trả mà. Anh hứa hoặc có thấy trả đâu. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Người anh em diễn tốt lắm. Minh Vũ, trả tiền cho cậu ta. Được, uống miếng nước đã. Nói khô cả cổ, chút nữa rồi uống. Lão Triệu, Lão Triệu, ông này đi đâu rồi? Đúng rồi, bà xui. Bà nói xem, con heo vàng đó bao lớn? Con heo vàng đó của tôi. Tôi đặt to cỡ này nè. Nó tròn tròn, mập mập, dễ thương lắm. Triệu Quý Sinh, sao chú lại tới đây? Thiến Thiến, về rồi hả? Chú có chuyện tìm con. Con không tính ở đây luôn đó chứ. Vào đây. Đóng cửa. Chú lại tới đây dòi tiền tôi nữa hả? Tôi đã nói với chú, tôi hết tiền rồi. Con hết tiền cũng không sao. Nhưng bà mẹ chồng của con còn có heo vàng mà. Bây giờ bà ấy già đáng trí rồi, cũng đâu còn bao nhiêu sức lực nữa. Chú kêu tôi trộm heo vàng của mẹ chồng tôi. Chú không hề nói vậy. Tôi kêu chú làm mấy chuyện đó, đã trả tiền cho chú rồi. Nếu không phải tại chú thất bại, thì tôi đã không nhốt cô ấy trong thang máy. Nhưng ý này là do con nghĩ ra. Thuốc cũng là do con đưa cho chú. Làm gì vậy? Ông nói xem tôi làm gì. Không được. Ông tráng mà liệu hồn đó.
Thiến Thiến, Thiến Thiến, cô mau qua đây. Thiến Thiến, mẹ, lại chuyện gì nữa? Đây là quyển truyện cổ tích của tôi, kể cho Nũ Nũ nghe đi. Mẹ, đây là sổ tiết kiệm, truyện cổ tích. Mẹ, sao trong này có nhiều tiền quá vậy? Kể chuyện cho Nũ Nũ nghe, dựa theo trong này mà kể. Kể chuyện cổ tích. Kể chuyện cổ tích. Mẹ, mẹ, mẹ đúng thật là cứu tinh của con. Thời đại gì rồi mà còn dùng sổ tiết kiệm? Sao phải giấu? Rồi em xem đi. Không có gì, không có đâu.